Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nha đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu một cặp đôi siêu phẩm nhà phố nằm trong phân khúc giá bán 5 tỷ hơn mà có thiết kế radar ô tô để xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ bên trong nhà nè cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại trục hẻm của đường số 14 kết nối với đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Khối thuộc trung tâm phường 8 quận Gò Vấp. Nhà mình di chuyển ra ngoài này là đối diện chợ đêm Hạnh Thông Tây, di chuyển về ngã năm Gò Vấp tầm khoảng 10 phút, cách quận Bình Thạnh, Phú Nhuận và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 15 phút di chuyển. Một cặp đôi nhà phố kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, hai lầu trên ban công sân thượng bên trên, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, với mẫu kiến trúc hiện đại tông chủ đà là màu trắng. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ô cửa sổ lớn, ban công và đặc biệt ngôi nhà lại thuộc hướng chính là hướng đông nam, một hướng rất là mát mẻ và thông thoáng, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch, với diện tích chiều ngang là 5m6, chiều sâu vào là 6m5. Công năng sử dụng gồm radar ô tô, phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Trong đó mình có ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa rất là chill luôn. Đường trước nhà của mình hiện hữu rộng 4m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà. Và nhà cách mặt tiền đường 60m di chuyển nha cả nhà. Với phân khúc giá bán gia chủ đang cao là 5 tỷ 780 triệu đồng. Giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Và nên số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và di chuyển tiếp tục vào bên trong, được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ga vào, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa cuốn nữa nha cả nhà. Và khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình gara ô tô nè, mình đổ được xe ô tô hoặc là xe máy, cũng như là khu vực mở văn phòng công ty, kinh doanh mua bán online cũng được luôn. Được gia chủ đầu tư cho mình bên dưới với mẫu kiến trúc hiện đại, gian phòng khách, chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi treo tường, quà phản này, thông tầng nhìn lên bên trên nè cả nhà. Một căn nhà với lợi thế diện tích chiều ngang gần 6m lận, cho nên được gia chủ mình tận dụng cái ô cửa sổ mở cái bên ngoài thoáng lắm luôn á. Và mỗi tầng như vậy á, là thang bộ ốp xếp vào bên trong tường, cho nên cái diện tích sử dụng của mình rất là thông thoáng luôn nha cả nhà. Lại thuộc hướng chính là hướng đông nam, một hướng tương đối mát mẻ. Với mẫu kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư may đo thiết kế, sử dụng cho mình tông màu trắng, màu kem, thêm những cái đồ nội thất của chất liệu gỗ an cường, đưa vào bên trong nhà nhìn rất là có gu và sang luôn á. Phân khúc giá bán 5 tỷ hơn đã sở hữu một căn nhà phố đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và gian phòng khách của mình thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên này cả nhà. Mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần. Khu vực phía trước là mình có ô cửa kính để lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Một căn nhà 5 tỷ 780 triệu đồng, mình làm vào mình làm việc với chính chủ cả nhà ơi. Căn duy nhất hiện nay phân khúc giá bán 5 tỷ hơn mà xe ô tô mình đổ vào bên trong nhà luôn. Và gia chủ có thiết kế cho mình toilet sử dụng tại tầng trệt nè, nhỏ nhỏ xinh xinh, bồn vệ sinh, đường soi đầy đủ luôn á, gạch ốp cao phun trần lên trên và thang bộ thì ốp xếp vào bên trong tường, ốp đá hoa cương cho mình, bên dưới có điện chiếu sáng tại vịnh bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên khu vực tầng lửng, gia chủ dành thẳng nghiêng bên trên này làm gian bếp cho mình, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới sử dụng chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm và bảo hành thay mình trong thời gian an cư sinh sống. Trong đó mình có tủ lạnh side by side lớn, bộ bàn ăn kèm 4 ghế nè cả nhà, và những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài, tính ra cái độ thông thoáng khi mà nấu ăn á, mình mở cửa ra không khí đối lưu lắm. Đẹp quá ha cả nhà. Gia chủ thiết kế cái tông màu nhìn rất là sang mà nhẹ nhàng luôn. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà để các em mình chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Đó, mảng tường khu vực của mình được gia chủ mình nhấn nhá bởi những cái đồng hồ treo tường, rồi những ô gạch thông gió, rồi khoảng thông tầng nhìn xuống bên dưới nè, tạo cái độ thông thoáng cho ngôi nhà của mình với trần cao giật cấp lên trên đó cả nhà. Và gian lầu 1 bên trên, mỗi tầng như vậy được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ. Bên dưới chân cầu thang của mình gia chủ có thiết kế đèn led chiếu sáng nhìn rất là nét luôn. Với tầm tài chính 5 tỷ hơn, đã sở hữu một căn nhà phố
lên tới 4 phòng ngủ mà có radio ô tô bên trong nhà, đầy đủ cho một đại gia đình của mình khi mang cư sinh sống. Phàng Ni đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, phòng ngủ đầu tiên nè cả nhà. Mình có ô cửa sổ mở ra bên ngoài, rèm màn cửa và giường ngủ hệ tủ tách đầu giường, máy lạnh, mảng tường khu vực máy lạnh của mình được gia chủ mình ốp những cái tấm lam gỗ á, rồi tủ quần áo sử dụng toàn bộ cho mình là chất liệu gỗ an cường. Phòng tương đối rộng luôn, kệ tủ tivi bên khu vực này nè, đầy đủ rồi, cả nhà mình mua về chỉ cần xách vali vào ở. Và di chuyển tiếp tục phòng ngủ thứ hai, mỗi tầng như vậy gồm hai phòng ngủ nha cả nhà. Và cả nhà mình sẽ sử dụng chung một toilet cho hai phòng nè. Đó, phòng thứ hai sẽ có cái ban công mở ra bên ngoài, rất là thoáng luôn, cũng đầy đủ các trang thiết bị. Cả nhà mình mua về chỉ cần xách vali vào ở, mình về mình đi coi nhẹ nhẹ lại, tìm một số đồ nội thất lặt vặt vào thêm. Và gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất cao cấp bên trong nhà cho đại gia đình của mình khi mang cư sinh sống. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan nè. Đó, ban công của mình nhìn ra phía trước nè cả nhà, khu nhà dân cư ẩn hủ. Và nhà mình đã được gia chủ trang bị đường dây camera, mình về mình lắp thêm để an toàn hơn cho đại gia đình của mình an cư sinh sống tại khu vực này. Một vị trí tương đối đẹp luôn á, kết nối với đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Khối. Di chuyển ra ngoài đó là tập trung rất là nhiều hàng quán, cà phê gì gì cũng có. Và phía bên ngoài là toilet sử dụng chung với hai phòng nè. Lavabo đường sâu được gia chủ thiết kế nằm ở phía khu vực bên ngoài. Và bên trong là mình có bồn tắm sụp, bồn tắm nằm, vòi tắm hoa sen đứng, đầy đủ các trang thiết bị luôn cả nhà. Nét quá ha. Và Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Gian lầu tiếp theo, phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4. Cả nhà mình mua ngôi nhà này sẽ làm việc với chính chủ, và Hằng Ni có một mức giá nội bộ, giá cam kết tốt nhất thị trường hiện nay để cả nhà mình mua được ngôi nhà an cư sinh sống lý tưởng và hợp lý. Và di chuyển lên tầng tiếp theo, phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4 nè. Tương đồng giống y chang tầng bên dưới luôn, cũng đầy đủ các trang thiết bị nội thất, cho nên Hằng Ni xin phép sẽ lia máy nhanh. Phòng nào gia chủ cũng đã lắp cho mình máy lạnh rồi. Cả nhà mình mua về chỉ cần sắp vali vào ở. Khu vực bên trên này sẽ khác cái phòng bên dưới một tí á cả nhà. Là mảng tường là mình sẽ sử dụng với tông màu trắng, còn phòng bên dưới là mình sử dụng cái mảng mà ốp những cái lam gỗ vào bên trong tường, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Và di chuyển tiếp tục, phòng ngủ thứ 2 tại lầu 2 cũng có ban công chỗ ra phía trước luôn, thông thoáng lắm. Và nhà mình với lợi thế diện tích chiều ngang gần 6m, lại thuộc hướng chính là hướng đông nam nữa, một hướng tương đối mát mẻ và thông thoáng luôn cả nhà. Mở cửa ra buổi chiều thì gió trời lưu thông rất là mát luôn. Và phía bên ngoài gia chủ sẽ thiết kế cho mình, bên tầng dưới là sử dụng lavabo đường soi, bên trên này mình sử dụng làm máy giặt nè cả nhà, cũng như những cái kệ để đồ, kệ treo đồ á. Và bên trong toilet của mình kết hợp lavabo đường sôi vào bên trong, vòi tắm hoa sen đứng, rồi kệ để mỹ phẩm, để dầu gội, để sữa tắm, rất là thuận tiện luôn. Hằng Ni tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Hiện tại là nhà vừa mới xây xong cho nên cái tầng sân thượng của mình, cái nơi đi lên còn hơi hạn chế một tí. Hằng Ni chưa có leo cao lên được, cả nhà khi xem mình thông cảm cho em. Bên trên là thoáng lắm, mình dùng để trồng cây, và trồng hoa. Và nơi tổ chức tiệc nướng BBQ, mình để thêm ghế xích đu để ngồi, một không gian rất là chill luôn. Và cả nhà mình quan tâm ngay căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà với chính chủ. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn, một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý, mua nhà đón Tết cả nhà ơi. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.